Xin chào các bạn, trên tay mình đang cầm cái tổ của cái con bọ ngựa. Thực ra nó là tổ thôi, nhưng mà đây là cái trứng của con bọ ngựa các bạn. Thường thường cái con bọ ngựa khi mà nó đẻ ra cái trứng như thế này đấy. Dân gian mình vẫn gọi là cái tổ bọ ngựa đấy. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bài thuốc chữa viêm tai bằng cái tổ cái con bọ ngựa này, hay còn gọi là cái trứng con bọ ngựa này, nó rất là hiệu quả. Thì khi các bạn bị viêm tai thì các bạn tìm ngay cho mình cái trứng con bọ ngựa như này, cái tổ con bọ ngựa như này. Sau khi kiếm được cái tổ con bọ ngựa về thì các bạn đem đốt ra thành than cho mình. Lúc này thì mình đã đốt thành than như này rồi các bạn. Giờ thì mình sẽ lấy nó ra để mình tán nó nhỏ nó ra. Đấy các bạn cứ đốt cháy thành than này cho mình nhé. Sau đó các bạn tán nhỏ nó ra. Tán càng nhỏ càng tốt các bạn nhé. Tán nhỏ càng bột càng tốt. Dùng cái con dao này tán nó không được nhỏ các bạn. Đấy. Các bạn có thể dùng cái búa các bạn. Tán nó ra thì nó sẽ mịn hơn. Mình gói vào như này. Rồi mình tán thì nó sẽ mịn hơn. Rồi mình kìm thì mình tán cho nó mịn. Càng mịn, càng mịn càng tốt các bạn nhé. Sau khi mình đốt cháy đen nó thành than như này, mình tán nhỏ ra nó thành một cái loại than hoạt tính các bạn. Tiếp đến thì các bạn dùng một cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này này, sau đó các bạn cho nó vào, cho nó vào thì các bạn quấn, quấn nhỏ nhỏ lại như cái sâu kèn ấy. Đấy, các bạn quấn như này này. Quấn như này. Trong cái quấn này mình đã quấn cái than của cái trứng con bọ ngựa, hay còn gọi là cái tổ của con bọ ngựa đấy. Thì cái đầu bé này các bạn cho vào cái miệng của lỗ tai, sau đó các bạn thổi nhẹ nhẹ từ cái đầu này, thổi nhẹ nhẹ để cho cái than hoạt tính này nó chui vào trong tai. Thì các bạn cứ làm, khi nào cái tai của các bạn nó không ra cái nước vàng nữa thì thôi. Đấy, nó rất là dễ đấy các bạn. Mình chỉ cần làm một vài lần thôi, chứ không phải làm nhiều lần, thì nó sẽ khỏi cái viêm tai, nó sẽ không ra cái nước vàng nữa, thì tai nó sẽ được khỏi hoàn toàn. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, cho mình một like, một đăng ký kênh, và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.